Quạc quạc quạc. Quạc. Con gì nó kêu lạ không vậy? Quạc quạc quạc. Gì? Quạc quạc quạc. Ông ơi. Mày. Con gì kìa, con gì kìa. Sao nó đen xì lì vậy? Quạc. Thế nào ơi, nó xấu dữ chứ không? Trời nó đi chứ nó bay. Quạc. Đi chạy đi. Đang hết xài mình luôn. Trời ơi, nó cầm cái sồi nó ăn nó kìa. Con gì mà nó dị hợm chứ gì trời. Quạ, quạ, quạ. Mày tên gì? Nguyễn Thị Quạ. Quạ. Nickname Quạ Đen. Bà lắc quạ. Nó khôn bà bắt luôn, lửa trái xài bự nó ăn nữa kìa. Trời ơi là trời, quạ ơi là quạ. Xài tao ra một mùa có mấy trái rồi tao bán. Quạ ơi, mùa này nó đã lỗ biết bao nhiêu lỗ rồi. Mày ăn, mày cầm cái đành đậu mày ăn chua không? Quạ, quạ, quạ. Chua. Ôi là trời. Tao lại mày quạ ơi, tao lại mày luôn quạ. Mày đừng ăn nữa quạ ơi. Tao có nhiêu đó xài à quạ. Quạ, quạ, quạ. Rồi là trời, ông có gì ông nã đó không ông? Trời ơi, chết ăn một trái xoài trả một cục vàng. Hả? Ăn một trái xoài trả một cục vàng. Ở trời. Thôi giờ ăn hết chay đi. Hả? Bậy, nó nói ông cũng tin nữa. Thì nó trả vàng mà. Kìa. Nó trả vàng thiệt nè bà. Cắn thử coi. Thiệt không? Trời thiệt bà ơi. Ăn hết cây đi quả ơi, ăn hết cây đi. Tầm bậy tầm bạ không à. Có nhiều khi nó trái không cục gì rồi sao. Nó nghe nè quả. Ăn gì nào no thôi nha quả. Đừng ăn hết nha, tao cũng không có ăn. Quả. À, hả? Xoài xịt thuốc. Mới xịt á. Mới xịt quả. Quả. Sáng ăn đau bụng. Hả? Đau bụng hả? Ông có thuốc không? Dùng mấy chùi nó uống đi. Đâu có thuốc đâu. Quả ơi. Không mấy ăn gì đó thôi được không? Đừng ăn nữa. Yeah. Ăn một trái xoài trả một cục vàng. Vàng nào? Con trái luôn má. Trời ơi trời. Trái cục là đúng rồi. Mà nói gì nói, mày ăn đành đọn đó. Trái xoài của tao làm hả? Làm đó giờ trái trồng cực khổ dữ lắm. Bây giờ mày ăn vậy sao đành đọn. Người nông dân biết phải làm sao. Quả đen ơi, quả đen. Năn nỉ mày luôn á, quả đen. Ê. Nó to cục mới là bà ơi. Sao cục này nhỏ hơn cục này vậy? Ê, nó nghe này, cục này hơi nhỏ nha. Keo kiệt quá à. Ăn một trái xoài trả một cục vàng mà mai không? Túi 10 gan mang theo mà đựng. Hả? Sáng ngày mai nó sẽ trở lại chở vợ chồng nhà ngươi đi lấy vàng. Nhà nó nói không? Ổn không ông? Ta đi đây. Qua qua qua. Cái bà biết gì không? Gì đi ngoài? Vợ chồng quá bà kiếm với ông phải chứ. Cái giàu lên quá thì giàu luôn. Hả? Đó không sai mà. Bà đánh chơi hay gì? Quả trả vàng chắc chung xoài gì á chứ quả trả vàng không gì trời. Không phải đâu. Hôm bữa em nghe đông thôn á là ăn quả gì xoài mà ăn trả vàng gì đó. Thiệt hả? Không có. Thiệt. Bây giờ không tin nó thì qua bển coi coi. Đi. Ăn cửa vậy. Quả. Tao có chuối rồi, mày xuống mày ăn chuối cho tao nhẹ. Quả. Đây là chuối đó, chuối đó. Không có chuối. Ai ơi, tao có chuối rồi, đi. Không chuối con ngon lắm. Quả, qua nhà ngoại đi, ngoại có nhiều cà na lắm, con ăn. Đâu, cà na chua lắm. Quả, nhà ta có cái trái bần á, quả đi về ăn đi một trái bần trả một cục vàng được rồi. Quả. Mẹ ăn nãy chuối đi rồi cho tao cục vàng cũng được rồi. Quả. Chuối ngon lắm á. Nó không ăn chuối hả? Sao con này nó ăn chuối ta? Ăn chuối lắm. À, không ăn mặn đâu. Để quả biết ăn phải ăn gì, quả nhà tôi ăn sầu riêng đi. Quả trời chín cây luôn kìa. Quá, sầu riêng đâm vô miệng. Quá. Con hỏi ăn gì nữa trơn á. Ngoại cho con ăn đấm được không? Đâu. Trời ơi, cái tính khí cái gì cũng ăn trơn á mẹ. Quá. Trời ơi, nó lưới bánh đi. Ê, làm gì vậy? Hả, mấy bà làm gì trên lắc nhà của em tôi vậy? Bắt quả. Đi về đi. Đi về đi. Trời ơi, về. Tắt cười quá, đắt nhà ta. Bây giờ đi về thôi. Đi về đi. Nhưng mà nó đậu trên cây xài nhà em tôi thôi, đi về đi. Đi về. Tao có chú bự lắm. Bây giờ bà chú bự tao bá luôn. Đi. Trời ơi, thiệt tình đấy nhá. Trời cá, bỏ đi. Thôi về luôn. Qua. Ta ở trên trận
Trời hung quá, không cho bác thì thôi. À, xuống đây chị nói nghe nè bé yêu. Xuống đây nè. Qua. Đi nhanh đi. Qua. Xuống đây nè. Bà dụ tôi hay gì? Dụ gì? Xuống đây chị nói nghe nè. Khổ lắm em ơi. Gì nó nghe coi. Để tôi bay xuống. Qua. Ngồi xuống đi chị nói qua nè. Thấy thương quá à. Là em thích ăn trái xài nè hả? Qua. Đúng rồi. Nhưng mà nhà chị nghèo lắm. Chị có cây xài nè. Ôi. À, cái cây xài không phải của bà kia mà. Không phải đâu. Cây xài đó của chị đó. Nhỏ em chị lại bằng cỏ mướn cho chị. Ý không phải. Chị coi giùm chị thôi. Bây giờ em ăn hết trơn xài rồi lấy gì chị bán. Mà chị không có bán được rồi, chị không có tiền, gia đình chị đói đó. Qua. Đói kệ bà đã liên quan với tôi đâu. Trời ơi, em muốn trả vàng cho chị hả? Chị khổ quá em ơi. Qua. Bà nghèo lắm hả gì? Nghèo, chị khổ lắm. Ôi sao bà nghèo không biết đi làm đi. Có, chị có làm, nhưng mà chị làm hoài không giàu nổi. Không giàu nổi. Bây giờ em giúp chị đi, còn không thì em đừng ăn nữa. Ê, nó nghe nè, qua năm sau mình đừng trồng xài này nữa. Sao xài vậy? Xài nó ngon. Mình trồng xài cát tường, cát chu gì đi, ăn nó mới ngon, hiểu không? À, vậy hả? Sao em đòi hỏi quá vậy? Chứ bắt cười mà quá bà nội. Ba ăn con lửa miếng ngon mà ăn không? Đúng rồi. Cho quả đó con lửa miếng ngon chứ mà nội. Thôi. Đúng không? Sang năm chị cọc đi. Ê mà nó nghe này hình như là nay sẽ thuốc nhiều năm trước nha. Đúng rồi, nó nằm ngay cái nó thúi chân nè. Nó bị gụng nhiều lắm á. Sao năm nay bị gụng nhiều. Làm ăn đừng có gian dối nữa, đừng có xịt thuốc nữa, hiểu không? Đó xịt thuốc hoài ăn nó bị hại người tiêu dùng. Chứ mà hại bao tử người ta. Bán bao nhiêu tiền chứ cái mà hại người ta, hiểu không? Ờ chị rút kinh nghiệm lắm. Giờ em giúp chị đi. Qua. Nè. Đó, cho bà cục vàng đó. Ấy da. Dăm thiệt hả? Dăm thiệt. Kiếm gì má? Còn cục nào nữa không? Không, nãy đi ba về trả tiền bàn hết trơn rồi, còn con cục đó. Vậy cũng được đó hả? Ừ, có nhiêu đó hả? Với lại còn dư có con cục mà, để bắt với mấy ba về đi bay qua về nhà chứ. Còn ba giờ mỏi cánh quá, hiểu không? Sao không đi chơi mệt mỏi vậy, kiểu mà bị say ngầm á. Cho nên là giờ ba giờ không có nổi, phải bắt máy bay về. Ủa em là quà mà em đi máy bay nữa hả? Ừ. Không, máy bay là máy bay đại bàng, đại bàng cổng gì giùm. À là em bay không nổi, em kêu đại bàng cổng em bay về. Nó đó. Trời đất, cái thằng đụng ơi, nói chuyện cả chuyện này hôm say quá trời say luôn. Lâu ngày em là con quả cái. Mấy đứa kia nó quả được không à? Trời ơi, đúng không? Em là con quả đẹp nhất là trong những cái loài chim luôn. Không hài lòng nó bay à? À đẹp, em dễ thương, với lại em nhân hậu nữa. Đúng rồi, em là giúp người gì lắm chị. Mà sao cái môi em thâm đen vậy? Thì đó, cái môi em đen như cái nhân cách của em vậy đó. Thôi bây giờ em giúp chị đi, chứ có một cục vàng này chứ đâu có đủ sống đâu. Không có đủ sống em ơi. Thôi nói nghe. Ngày mai chị về đây đi ha. Mấy giờ vậy? Mấy giờ? Em câu vậy ngày mai em thích mấy giờ? Lý sao? Tại vì mức phía đánh trời. Sao vậy? Chơi game. Trời ơi, tối đánh... cũng chơi game đó hả? Ừ, tối cầm quanh heo quánh không lợi người ta. Tức quá, đập trụ luôn. Thôi bây giờ em cài báo thức đi, ngày mai mình thức sớm mình lại đây mình chở chị đi nha. Rồi để coi thương quá. Thôi em bay nha. Qua. Ủa sao làm gì lâu vậy trời? Có khi nào nó bùm nó không chở em đi không trời? Qua. Sao em đi vậy? Hả? Sao em đi lại? Hồi nãy em đáp đằng kia chị, em đợi chị nãy giờ mà. Ủa gì hả? Ừ má này hết trễ nha. Đợi hạt kem chống nắng nè. Trời ơi, xài đen nè. Rồi, lên. Qua. Lấy qua đi má nặng lắm má. Về nó nghe là không đem gì đựng hả? Hả? Không có đem gì đựng hả? Có đây nè. Trời ơi. Cái gì vậy má? Cái bào. Chi mà tham dữ vậy? Em ơi, đi một lần khó lắm. Mình đi một lần như vậy cho nó gọn. Trời ơi chị ơi, chị lết thôi chị ơi, còn sao lấy nữa chị ơi. Trời ơi chị biết một rồi. Một ngày chị sản xuất được có mấy cục mà. Chị hả? Ừ. Chị. Rồi, thôi, kể gì dự bị đi rồi, em mới quay. Rồi. Quay lưng ra xa cho chị nè. Rồi. Lên nghe. Qua. Pha đi. Cái gì nữa? Quá trời nặng rồi má, ăn cái gì mà mập như heo vậy má. Rồi giờ sao? Thánh thần ơi. Bây giờ từ đây bay qua bên kia hả? Ừ. Qua tới ba con sông anh chị ơi. Rồi giờ không. Mày nhìn tính gì đi hả? Đi cổng em đi.
Cộng em hả? Ừ. Thôi vậy thôi em cầm qua cái bao con xong rồi má. Nè em cầm cái bao này cho chị rồi. Đi. Qua. Qua mà phang đi. Cái con xong rồi sao chị bơi được? Rồi mắt nhắm mồm mày không đi đò quá trời. Sao? Có đò mà. Lẹ đi trễ giờ nó vàng rồi. Rồi đi ra đi bọc bên này đi. Rồi rồi. Qua. Ê em đừng qua. Em nhỏ miệng ra em đừng kêu sao nữa. Vậy? Em kêu mấy người ca người ta nghe. À vậy rồi em quá, im quá, im cái họng, im cái họng lên. Im cái họng lên chứ chị đi. Em kêu tiếng con khác. Ok ok. Gâu. Tới chưa em? Xin em vài bước nữa chị, vài bước nữa. Qua, tới rồi. Ơi. Mệt quá trời mệt rồi. Qua. Ở đâu hả? Nguyên một hầm vàng tha hồ mà lựa. Ơi, về nè. Lấy cái gì? Qua. Đó, gì đó. Mày giả mặt với tao hả? Tự nhiên mày trả tao lại hầm cầu này vậy? À, tranh thủ lấy đi chị ơi, mình về nè. Mày giả mặt với tao hả? Tự nhiên cái mày dẫn tao lại hầm cầu này chi? Thì đó, xuống dưới lấy đi, tranh thủ xuống dưới mò đi. Mò gì vậy? Thì mò vàng. Đất ơi là trời, cái con quạ này. Làm gì? Vàng gì dưới đây, ở dưới đây. Chứ bà không làm cũng có ăn hả? Ra xuống dưới đây, ra xuống dưới đây ăn. Trời ơi, mình đi làm phải tự tay mình kiếm tiền. Đồng tiền mình tự tay làm ra ăn mới ngon. Còn ngày suốt ngày mưu tính toán xảo quyệt mà đồ ăn. Trời ơi, tiền đâu về vàng đâu cho bà. Ủa sao hôm bữa mày cho em đâu được? Tao thấy mới tội nghiệp. Còn tao không tội nghiệp cái gì, nó khổ lắm à. Bà khổ gì cái mỗi bà dài như cái chân cầu Sài Gòn mà khổ. Tánh thần của trời đứa tao không biết bà làm cái gì nha. Ác hay gì quỷ sứ bắt đi chùa. Trời ơi, sao đi má. Nha, muốn làm mà muốn có ăn không có tiền á thì tự tay làm đi, có tiền rồi về ăn. Ồ, đặt xè tay cái gì người hái miệng trời sung hả? Trời tới năm heo đi không có sung cho bà ăn thôi má. Bye bye nha. Con này giảm hả? Ê, đi đâu vậy? Qua. Ê. Trời, ta cánh nằng điện đụng ơi, em đi dựng đập cái váy của người ta kìa. Này gì chứ váy hết có biết gì. Cánh nằng ở chồng ở đây. Chồng đi. Đi học con huynh cho con mới đẹp chứ ông nội. Tôi cũng hơn bà kia chứ. Vừa thôi. Thôi, đi. Trời đất ơi, chào mấy chị. Ủa, vô vô nữa hả? Chị ơi, chị ơi. Ủa? Chị đi đâu vậy? Đi học huynh cho con em nè. Anh nào hay đụng là phụ huynh nè. Ôi, sao mày múa lăng. Chưa cô giáo thầy giáo chưa vô nữa ta. Thầy chưa lại chị ơi. Chắc thầy lại chị ấy xíu mà. Ủa mà chị ngon quen ra như là trước rồi có đi học huynh chung một lần này phải? Đúng chị rồi. Chị là mẹ của bé Băng đúng không? Đúng rồi. Hèn gì nghe mấy con lấy tóc y chang nhau. Bây giờ mới biết. Con chị là mẹ của ai vậy? Đây nè, con trai đây nè. Đây. Trời ơi. Mấy cũng dễ thương quá ha. Chứ sao chị? Con bôi của trường đấy bà. Mô Phật à. Ừ. Gia đình em có cái truyền thống là phải là nói chung là nghèo cũng phải đẹp chị hiểu không? Nghèo cũng phải đẹp cũng phải sang. Cái này gì đó? Là sang dữ rồi ha. Giờ chị sang trắng tâm lý quá trời. Ôi, em nói nghe nè. Giờ có mái tóc cưng ghê á. Cưng vô lây. Ăn mắt từ sáng giờ buổi sáng chưa? Có làm dầm lại không? Dạ rồi à. Em mời quý phụ huynh mình vô để mình lên chuẩn bị họp. Rồi. Ủa. Chị ơi. À. Chị đi diễn thời trang ở đâu vậy? Đâu có đâu, em đi học phụ huynh cho con trai em nè, Minh Dương. À, chị là phụ huynh của Minh Dương hả? Minh Dương. Cũng lắm dữ á. Thôi, mời chị vô nha. Dạ. Mời quý phụ huynh vô dạ, à. Dạ, em nhận thầy. Tôi nói thật sự để mình chuẩn bị phụ thuật nha. Dạ, giờ bây giờ em điểm danh quý phụ huynh có mặt ngày hôm nay nha. Rồi. Phụ huynh của em Minh Thư à? Có rồi. Dạ. Phụ huynh của em Trường An. Phụ huynh em Tấn Tài. Có rồi. Em Thành Dưỡng à? Có. Rồi, em Ngọc Bích. Có. Em Văn Chánh. Có à. Phụ huynh của em Minh Dương à? Sao? Em nói nghe. Phụ huynh của em Minh Dương là cái gì sớm mắt mình đang nói chuyện người lớn cái gì vậy? Dạ phụ huynh của em Minh Dương là hả? Nói một ngày người lớn mình trẻ nhầm quá là ba thôi có chịu không? Biết sao em nghe đầu rồi. Vậy là phụ huynh của em Minh Dương tham gia đúng không ạ? Nói mình dễ kinh nghiệm hơn. Vậy là hai cái phụ huynh này bằng kinh nghiệm mẹ đó. Anh cũng nói bằng kinh nghiệm là cái gì? Cái gì cô là phải cô? Phụ huynh của em Minh Dương đây. Có em nè. Em là phụ huynh của Minh Dương vậy. À, tại vì nãy giờ em điểm danh mà không nghe. Biết sao không cô? Thầy giải nhà kêu Minh Dương. Danh vừa kêu Minh Dương á. À, rồi. Cho nên là đó. Ủa sao tội vậy? Hả? Sao tội?
Rồi đó là mẹ nghe em đứng con tên là Minh Dương, mà người cha thì đứng Minh Dương, mẹ đứng Minh Dương, thì họ lại lấy tên đi học là Minh Dương, rồi lấy tên nhà là Minh Dương. À, đó là gì? Rồi mình quen ba với em Dương, ví dụ mình có việc gì nói á, mình kêu hai cái cà phê gọi mà nói cũng được ha. Rồi, ngày hôm nay thì phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của các em. Thì trước mắt thì cũng xin báo cáo tình hình học tập của các bạn học và học sinh của lớp mình nha. Em ban thì năm nay á, tính chính lớp mình là em học bớt rồi. Là hạng nhất của lớp mình là em học bớt rồi mà cho đổi mọi người dành cho học bớt chụp chạm tay. Kỹ thuật vệ sinh tốt nhất là em tấn tài. Lớp chúng ta thì có 20 học sinh, mà hai đôi thì gặp 19 là em học ban hả? Đó, còn thì cũng bị cứu bệnh 19 lắm kìa. Ở con của lớp bạn ha. Tuy nhiên ha, chưa phải là cuối đâu. Hạn cuối của lớp mình đó là em Dương là. Đó, con nghe để chú mình nghe nha. Có cái gì vậy cô? Anh ông cô ơi, con em mới học giỏi lắm trời. Là phải số điểm cao chứ là đã nhẹ cho kèm gặp chiên lắm em đó, em dốt tiền chứ mà em trả cho con học cái lời cho. Em muốn gia sư được đầy dạy cũng trời. Không, con em mà gặp cuối thì đúng rồi đó. Tại vì con của chị này là nãy nó học tiên giỏi lắm. Từ sao cuối một gì cũng có lộn gì không cô? Ừ. Vậy đó để con ra. Đừng ngồi làm tốt cuối bữa ha. Thánh thằng ơi, bây giờ nó khoe với em là 7 điểm rưỡi nè. 4 điểm rưỡi, có chuyện nó tự quá cho thấy ông thay thêm 3 điểm chưa? Khai thị cho mẹ liền là lý do gì ba điểm đó. Rồi hiểu lý do gì là chơi nét. Đi chơi nét chứ đâu em đã cấm thì tối là không được chơi nét rồi ha. Rồi bác ông nội ông ngoại rồi nó đi đến bây giờ nhà. Trời ơi Dương ơi, Dương ơi, Dương ơi, Dương ơi. À cái vấn đề thì chưa dừng lại đó đâu chị phụ huynh của em Dương ơi. Tại vì em Dương vô trường hay em học trễ. Học trễ với mấy em hay ngủ gục. Rồi em Dương với em Băng là tốt đi chơi. Không thì con em giống học là đúng tài thì em biết còn bên đây là giỏi lắm. Hai đứa bác sĩ của mình. Dạ. 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 Trời ơi, cái thằng đi cùng ơi, mướn nhà sư gia ơ đồ về nhà, một tuần bao nhiêu biết bao nhiêu trăm ngàn bà. Trời ơi, học mệt quá ngủ. Rồi mày học áp lực đúng không? Áp lực có thể nghĩ học gì con châu, hiểu không? Cái chuyện này có thể là giải thích nội bộ gia đình với nhau nha. Bây giờ mình học phụ huynh ha. À, em báo cáo luôn. Em cảm dạy lại cho tôi. Em báo cáo luôn luôn thì em có dư được rồi có tụ tập tính ra trong trường. Rồi bánh lộn nữa. Đất ơi, sao mà con trai mà hỏi có bánh lộn như trai? Mấy năm đi học với đưa đường với lộn với lộn. Má ơi má, cái cũng khít thiệt. Ngày xưa mặt với ba mà xíu nào chứ. Ba mà ngày xưa lúc còn nhỏ đi học trung tâm, ba mà chỉ ba đũa với lại cái cây nữa. Còn má ngày xưa nó đi đá banh với lại chơi bóng cầu, bóng gỗ không nên. Ê, có gì đã sai sai. Sao phải đang chơi đá banh với bóng cầu bên kia chơi ba đũa với nhảy dây là sai? Tại vì ta chồng thích nhẹ nhàng, em thích tạo lực. Em báo cáo tiếp là báo cáo thì bạn Minh Dương đến với anh cũng được. Trời ơi, đi học bánh lộn nào bởi vì chồng. Nói nổi luôn á. Là Minh Dương, với đây em bạn. Đó là Minh Dương này với bạn bạn. Sao mà không gắn cái thằng bánh lộn vậy? Em ba là thường cọ luôn đó, là đậu sọ. Nhưng mà những cái chuyên đề con mà đậu sọ là má. Nói gì cho phụ huynh mà phụ huynh không biết là sao. Đâu có đâu anh, nó chết cái đời nào, nó dễ gì cho em đâu. Em có gợi ý mà. Gợi em không gợi ý. Em có học ba là thành là cô bị chỉ đúng cho em nè. Để em biết là bữa nay đi học nè. Hầu như là bổ trợ đi mời cái ba là giấy nè. Giấy đâu luôn? Có thấy nào đâu. Chỗ. Còn ba là bốn là giấy đâu? Đây. Xé rồi má ơi. Nó xé như ấy như là xé sổ nợ nhà tôi rồi. Em ba đi học nè. Mai viết lê. Còn con trai con Nó không nó xe đi, giờ xe lại nát không nhưng mà bỏ tiền cũng như đi ăn học bằng giờ học đi. Đang đi coi cái gì chị thì em đang đi học. Đi học sao mặc áo dài? Không mặc áo dài hả? Ờ, các ơi là dạ không không đóng áo dưới quần nè, mày biết lê nè. Không có chọn chế độ đi ra trường. Rồi em đây em Dương đi học thì không đeo huy hiệu phù hiệu, không đeo khăn quàng.
bữa nay lên học thử được thành quà thôi, rồi đi liên liên quan là ba mẹ là nhận tiết năm hay về nó đang có đang có đang có dạ tiên như là nãy giờ tiên phụ huynh với mặt với lại em tấn tài, còn cũng có mấy bệnh viện cho mình là phụ huynh của em tiên như với lại học ban cậu quá trời tôi vừa lòng hả dạ. Là hôm nay là kêu lên học phụ huynh là gì nè? Dạ có khen có chê chứ chị. Em thiết kỷ là đổi đi học luôn, mình chỉ muốn giúp phụ huynh mình phải đi tăng lên mặt trận. Dạ không, mình phải có phê bình để các em có điều kiện chị ơi. Chứ bây giờ mình học phê bình đó, mấy em không có. Con thầy nói tiếp đi. Dạ. Với lại cho em xin nói luôn là tiền học phí của em Dương với Thanh chưa thấp thôi. Ủa cái gì? Ôi mà má ơi, mình trước là tôi đo 70 rồi, bây giờ nó đi đóng tiền học phí đó má. Trời ơi, đây đây nè, nó còn xin thêm 50 ngàn là ủng hộ làm đồng tiền kiếm thu gì bảo ra đó nè. Sao, ở trường không có đưa ngay phong trào ủng hộ làm đồng tiền kiếm thu. Ủa chưa có lạ đâu, thì sao tháng nào mình cũng đưa tiền cho nó chơi mình. Rồi, tại hiểu đứa tại sao đó mày. Cắn là mình lấy cho đúng không? Ủa rồi, mày nằm game, mày phải không? Bày về đi, mẹ điều tra mày, mình biết tay mẹ. Còn mày con cái nó không bao giờ nghe dùng quá nhà dùng luôn. Dạ, tại vì em nghe nói là phụ huynh của em Minh Dương là nổi tiếng ở trên mạng xã hội gì đó. Đúng rồi chị, trời ơi em mà nếu mà em ngày xưa ấy, em nó thật sự em có khe. Em á thì là nhất trai tài. Là em với giọng em là trai tài. Ủa lộn 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 trời ơi trai tài. Em gái sắc, hiểu không? Là ngày xưa là em làm gái em kim sắc hả? Không, tập lao má. Là ngày xưa là hai đứa nằm nhà nhau. Xong rồi là chồng em đi học chung trường với em. Cái bên là học sinh đó. Là cái mà em là qua khôi của trường. Còn chồng em mới là Nam Dương. Cái mà hai đứa đến với nhau là cũng là từ thời mà cái mà học sinh mà yêu đương trong sáng đó nha. Chứ mà là yêu đương toàn tên tí không. Đó, là yêu đương trong sáng lắm. Rồi cái lớn lên hai đứa ra trường. Xong rồi cái đầu đây, đầu đại học. Rồi xong rồi cái hai đứa đến với nhau. Nãy giờ nghe cái câu chuyện về tình sử của hai vợ chồng đúng không? Là không, em phải kể hết cái câu chuyện này nè. Là con nhà nó lắm lâu cái cánh, hiểu không? Là ngày xưa là giúp trai làng, là anh công tử Bài Minh. Và đây là giúp trái quê, em công chúa Bài Cào. Đó, nhà em có một sòng binh sòng sám luôn chị. Còn nhà anh có sòng tiến lên hết sảy. Rồi em thích chơi đề, anh thích quấn lung tô. Dân trong làng không ai ưa chứ. Đúng là con nhà tao cũng giúp con giúp cánh. Thì ở trong trường là lúc nào mà em đi học cũng có hộ về nhà. Dạ học. Thì kiếm hoài mà học cũng không gây giống ôn gì luôn. À hình như là mẹ. Nhưng mà hai cái học giỏi cho xem, học giỏi trong trời mà không tôi biết hả. À, con ơi chị gì nhà hỏi mẹ em đi. Để học giỏi lắm. Thì là cái này là không giống chị rồi. Đúng rồi. Nó đẹp trai thôi. Nhưng mà cái học giỏi trong chúng em. Dạ. Dạ rồi. Rồi em ghi nhận nha. Nhưng mà ý em nói là nổi tiếng của em phải là gì mà là tại sao mình sẽ trả trước được tay. À, đó ai hả? À, cái này nè. Hồi hộp cái chim á. Đúng không? Ê, mà sao cái tính trợn đẹp quá vậy? Ủa mà nó trời sợi áp mà hồi hình sợi tiếng tờ là chim sợi tờ chứ. Ủa gì hả? Ê, em xin ý kiến cô thầy ơi. Là em có live chim. Thì em có live chim, em nhìn em có chửi. Hiểu không? Em chỉ lên nói như thế này là bức xúc thôi. Tại sao thằng chú cô đang hiếp con em? Đó, cô thầy phải dạy duyên quý cho con em. Chẳng hơn gặp đường gì được. Con em có làm sai cái gì thì phải nói với em chứ mới điện thoại cũng vốn em chứ đâu anh hiếp con em gì được. Ai chị ơi, ai em biết em Dương vậy? Tại bây giờ cô lôi cô môi cái đường nó ra đi. Chứ em không yêu gì được, em môi lên. Theo điều tra là em Dương ở đường này là em Dương là tụ tập mà được phân bố làm đại ca. Không có đâu, con em hiền lắm trời. Con nói với em hiếp con. Nói đi. Em tránh là tiếng mẹ. Nói đi. Rõ lắm. Ê, cô nào? Chỉ là bà nói hiếp mà con đâu mấy. Đi sao chứ lớn đầu nhà nào. Không nói cô à. Bậy mà. Không có chuyện bậy mà. Không có cô nè. Chị hai. À. Đó, cô thấy chưa? Bà bè học chung nhau hiếp nhỏ gì chứ. Cô phải lo chuyện này ra, cô phải giải quyết cho tôi. Về quánh nhưng mà ai có nghe là con. Về cào mà gỡ xẻ cho ông trời. Con tôi chưa qua giờ tôi thương như cứng, cứ hướng như hoa. Tôi chưa bao giờ nó mà đánh được cái rồi. Bà nở là nằm cái mặt này nó đẹp trai rồi là. Mà nó cào mặt nhỏ nha, là bấy nhầy luôn. Không, cái này là tính sức ghệ vô, cái này thầm đen không hoàn. Tại sao vậy? Sao tự nhiên cái quánh bạc vậy? Tại nó chọc con rồi. Phải rồi, nó chọc ta thì mà nội thôi. Rồi cái nguồn cơn là hôm bữa là hai bạn dành cái gì đó không biết. Không biết cô phải nói cho chứ cái trời. Cô là chị đâu. Cô phải điện là mọi người bỏ nguyên nhân của ta chứ. Thì cô giáo cái gì thì cùng vậy. Bây giờ em nói bà phụ huynh lên em giải quyết tiền rồi nè.
Dạ. Tiếp tục đi con. Đó, chị nói là con chị ở nhà ngoan thì không có gì người ta ăn hiếp, nhưng mà thật sự là con chị ăn hiếp người ta. Thế thì định về như vậy nó sẽ là cô, nhưng mà tôi làm cha làm mẹ nó thì giờ tôi cũng tức chẳng như mình bà cháu xin lỗi chào xin lỗi cô với thầy vậy hả? Có như là về nó dạy dỗ nó nói nó không nghe là sao nhỉ? Cái lời xin lỗi thì ghi nhận để đó, nhưng mà quan trọng là em xin lỗi cô chị ơi. Vấn đề đã mong rằng các em rút kinh nghiệm nha. Rồi cho mà thầy xin phép mà phụ huynh nha. Chị có phải là chị Liễu không? Dạ. Ta hỏi kìa. Dạ đúng rồi em thầy. Dạ. Chị có biết là tôi mở một cái cuộc họp phụ huynh hôm nay là mời chị tới đây là có gì gì không? Hỏi tại sao rồi ạ? Tại sao biết tại sao? Trước khi mà thầy đã mời em đến đây là thầy cũng không biết tại sao, thôi thầy hỏi em. Hôm nay thầy đi mời em đến đây họp mà thầy không có đọc kỹ cái bản hướng dẫn với lại cái lịch trình họp ngày hôm nay, thầy hỏi em. Thầy biết tại sao? Lịch trình là của tôi làm ra hả? Thầy phải hỏi tại sao chứ, tại sao không? Chị biết là hôm nay là điện thoại đi kêu lên phòng của anh ấy, tại sao? Chị phải có một cái vấn đề gì đó thì tôi mới kêu chị lên đây. Chị là chị có muốn trả lời câu hỏi không? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi của cô. Tại vì tôi không biết thì biết mẹ đâu trả lời. Thì cái biết sáng sớm làm điện alo thì mấy chị Liễu phụ huynh có mấy gương không? Dạ đúng anh chị. Dạ sao tới mấy này học thì chị chàng ai với bao phụ huynh nói. Biết gì thôi, sao biết gì chứ? Chị có biết chuyện mà con chị vô được là thái đồ đạc không? Chị đứng không? Mắt chị đạp chạy. À thì cái đó là chị nên báo chị lại con. Tại gì con? Bằng cái gì hết bạn cô? Con băng cái dễ bàn con, đúng rồi, bé cái dễ bàn con em. Sao cái gì cũng bà bậy vậy chị băng? Con không nghe không? Nhưng mà đây là tài sản của nhà trường. Thì một bạn dễ lên, một bạn đánh đánh. Thì đó là chúng tình làm gọi là chắc chắc đâu, 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 là về em mới tức là cái người mà nói xấu em thôi, hiểu không? Cái người mà nói mà con em về là nói một số bạn là nói là mẹ em hung dữ, mà em là chỉ có hung dữ đâu thầy. Em thì sớm em hiểu nhất đó, em mới tức thôi, hiểu không? Em bên em đính chính lại, mẹ nói gì cứu quá, chứ em không bao giờ hung dữ. Mấy thứ nó đồng tử là gì nó hung dữ. Em thì cô đã chăm sóc người bất hạnh của cô. Em luôn dạy dỗ con em là làm người phải đúng làm người, đúng không? Là đừng bao giờ mà đánh bạn đánh bè mà phải giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, đúng không? Là mình phải giúp đỡ yêu thương người lớn tuổi đó, đó gặp cái gì mình phải tốt với thầy chăm con, đúng không? Bây giờ đó, về nhà có giúp ba mẹ, phải giúp đỡ những người xung quanh. Mà tại vì nó không nghe em, nó sẽ biết em gì em chạy đàng hoàng á. Như vậy tại sao giờ chị lại không biết một hai chuyện? Tại sao gì nữa? Vì bây giờ tôi ngồi ở đây đang học phụ huynh thì người ta lấy chim nay coi. Đúng rồi. Rồi. Không bao giờ nói chung là con em này nó cũng sai mấy giờ nó cũng lỡ đặt dầu thì em cũng xin lỗi cô đi. Chứ bây giờ ai biết sao bây giờ con dạy tháng buổi dạy mình cha mình đòn. Dạ. Bây giờ là cái gì cũng được. Thế ông đẻ ra thương hiệu đi. Bà đẻ không có đẻ đâu. Thế ông mình luôn không sanh. Dạ, chị nhỏ bổ cho gia đình nha. Tại bây giờ em cũng thay mặt con em xin lỗi cô, mời thầy đỡ đang có dịp đây 1.100 cái. Dạ. Dạ. Coi như là em anh chị ơi, giờ mình tốt sức tập chị ơi. Có một cái lần lớn dạy mà nói nó không nghe, bây giờ sao giờ? Dạ thôi. Không phải là em nói cho tôi về để dạy. Đó, chị Liễu ơi, chị Liễu ơi, chị Liễu ơi. Lát nữa xin lỗi cái biên bản tập của nhà sản nha. Dạ. Tôi có thể cầm giấy được không cô? Dạ không, cái này cũng được. Thôi cho em hiếu, cái bóng hết thằng trả được bỏ. Em không biết là tại vì cái em có đưa nó là chị là già giàu nhất của khu này. Thì em vào giàu dây đi, là giả chứ nào yên tâm cái nhà cái giàu, cái tích mẹ. Chị nói không biết giàu, nghèo thì là chuyện của gia đình. Nhưng mà mình đi thẳng được phải là xui thôi. Đó mình đang nghĩ nghe ngóng tay lên nghe kỹ lên có học làm người vậy. Dạ. Tổng cộng em Dương đạt ai đạt nữa? Nghe chấn Dương. Ê, là nguyên một khối này đạt người cô, phải tổ tôi nghe em chia đây. Dạ. Ừ. Không, lúc đó là em Dương là người đứng chỉ đạo. Em Dương là chỉ thôi. Em Dương có nói là tất cả tụi bay đạt hết đi tao không?
thì đó là giờ không có chạy con đường mà đúng không anh? Người đang đứng đi chạy có mình không con nghe đâu chị. Đây là đường quen rồi mà xét người đó chứ là cái người chạy ta đâu đặt đâu. Em ai em tránh thì em giúp và đưa ra xác nhận em chưa có là phải đặt. Thì cũng có một chút xíu nữa đó là lấy cho con em. Mà sao lại đi đúng rồi? Chứ bây giờ mình chịu bây giờ. Mình hết tích tạm đi. Dạ. Chị mình hết xin. Mà cái đập nè. Mà để là cái gì con nghe. Dạ. Chứ lại ngồi mà nhiều tội của em nên đằng sau với con em. Dạ có gì em sẽ gọi điện thoại để bắt cái một chút nha. Em xin phép mọi người về nha. Dạ. Dạ. Vậy thôi, tới đây là đủ thật của mình kết thúc luôn. Xin chào quý vị phụ huynh nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 sập hết trơn nè. Không để cho ai học hành chơi. Ủa, đã học ở nhà rồi mà. Bạn ơi, mình là lớp trưởng nha. Cho mình có quyền cứ bạn học. Bạn học đi. Nếu mà bạn không thích cái gì bạn nói với cô đi. Thế cô phải ai biết liền. Cảm ơn cô không có ngày cho cô. Nói nghe nè bạn. Ủa bạn bị cảm thấy vậy? Ờ, liên quan với bạn. Tại vì tôi thấy bạn em có kiến bự quá bạn không lấy chào. Vì đấy mình ghi tên bạn Hiền vô sổ đầu bài. Là mất trật tự của lớp. Học sinh. Học sinh. Đâu mẹ gặp cô bà. Đấy đủ liệu. Dạ lớp bữa nay là thiếu bạn lý cô. Bạn lý chú bệnh đi chơi. Là sao? Chúng mình đi chơi nét. Chúng bệnh đi chơi nét. Con biết. À, đấy con chỉ nói là thấy bệnh nhưng mà bạn chỉ đi chơi nét đúng không? Đúng rồi, nhưng mà con rồi, ghi tên vô trường bạn thứ ba để trách nhiệm của con. Rồi. Với lại bữa nay bạn Hiền là mắc trật tự lắm. Không nói đi cơ, đừng nghe. Bạn Hiền sao? Mắc trật tự sao? Mấy trật tự bạn Hiền á, la làng trong lớp nè. Với lại mà không có làm đúng nội quy của lớp mình. Rồi, trường bạn Hiền 2 điểm. Trường bạn Hiền 2 điểm. Còn ai đó phải báo cáo cho tôi đi. Với lại bạn Chánh của cô. Bạn Chánh đi toilet không dậy. Mất vệ sinh công cộng. Trừ 3 điểm cho cô. Còn ai nữa không? Hôm nay đi học không đem buồn hiểu. Với lại mà bạn có học tập nè cô. Bạn có kiểm tra bài mấy bạn trước khi vào lớp. Bạn biết chơi vậy. Ta đi bích. Mấy bạn đã kiểm tra ở ngoài ở nhà sẵn rồi nên mình vô mình chỉ trả bài thôi. Em phải vô kiểm tra chứ, lớp trưởng nói đúng. Lớp trưởng báo cáo gì rồi luôn. Em phải vô kiểm tra lại các bạn coi là chúng mình rồi dở đúng chưa. Lỡ như bây giờ lên rồi không kiểm tra bài rồi. Rồi các bạn không thuộc bài thì sao? Thì trừ điểm bạn. Thì trừ điểm em đó. Trừ bạn mất 5 điểm. Mất có học tập. Trách nhiệm lớn sao? Nhưng mà bạn lớp trưởng đó cô. Sao? Nên đoàn chưa chung lớp. Dạ đúng rồi. Cô ơi, hôm nay lại trên lớp nhưng mà con có ăn, con lại ra chơi con mấy em. Ờ, con ăn hết trơn, bánh tráng luôn con. Em xin bằng cho nè. Đó, hồi nãy anh lớp trưởng ngồi đầu bàn để ăn thì chắc chắn cô sẽ thấy. Ừ. Nên là bạn em lên lớp như vậy thì chưa là bạn ăn thì sao? Cô cũng không cắn được em đâu. Nhưng mà ăn nè là hay ăn trong lớp nè, trừ em 2 điểm. Ờ, em có ăn ở đâu? Sao mà cái gì? Trừ thì luôn 2 điểm cho cô, cố gắng học chính xác. Yeah. Trừ thắng 2 điểm. Ủa em chưa chốt. Cười bạn. Trừ ban 2 điểm. Cười hù à. Không ấy mình trừ hết lên lớp luôn không. Trừ lớp này có bị trong ngoan nè. Hiến ngoan nè, không có trừ. Yeah. Rồi. Từ đây lớp trưởng nói gì phải nghe nghe không. Yeah. Cứ để mà lớp mình nó chốt hoài luôn nè. Ghi tại sao nó bài hết trơn. Tên ai cũng vậy ạ. Biết tình ơn của em hay không. Chí Hiền nè, có là động nè. Mà không bao giờ để vệ sinh lớp này đầy đủ hết trơn. Em có nhắc không? Có. Đó, thấy chưa? Em cũng cần nhắc với bạn chơi một cái bạn không có kiểu mà không có nghe. Còn em nhìn bạn gì vậy Hiền? Hả? Hiền một bậc hành kiểm cho cô. Hả này? Còn ai cười nữa? Bây giờ tôi kiểm tra bài cũ nha. Dạ. Hôm nay là ngày 23. 2 cộng 3 bằng 5. Cô ơi, à? Em có ý kiến. Bạn Dưỡng nhìn bà con mít kìa cô. Bạn Dưỡng nhìn bà con mít đúng không? Dạ. Cô đây đang kia.
em thấy bạn quanh đây rồi nè. Lớp trưởng nó nói như vậy rồi, mẹ còn cãi nữa. Dược, đứng dậy đâu mà kia. Đứng. Tại sao hôm nay đi học không đem sách? Em quên luôn. Bây giờ bà có ghét bài cái cô. Rồi, không điểm. Gì mét. Ghét. Hôm nay là ngày 23 đúng không? 2 cộng 3 bằng 5 trường An. Ủa em 6 rồi cô. Tại hôm nay chẳng một bạn. Cô ơi mấy kiến. Cô ơi bạn Hiền là cô. Bạn vẽ hình tùm lum trên sổ rồi nè. Em Hiền à. Sách tập là để mình đi học chứ không phải là để mình vẽ như vậy. Em liếc cô. Hả? Em có tên là cô trường tiếng Anh kể đúng không? Môn này bữa nay em 2 điểm. Cô trường nghe trả lời xem. Dạ. Ủa mình là lớp trưởng mình phải gương mẫu với bạn chứ. Hiền, em mới hành động gì với lớp trưởng vậy? Không, em phải yêu. Rồi trả bài đi em. Bài hôm qua cô cho về là cô, em có ý kiến. Sao em? Bạn ơi, bạn đài mai bạn viết chung bài cho cô. Anh nhìn thì mắt chẳng không có cô ơi. Thưa cô, trong giờ học mà chơi canô, thơ tài cho bạn đúng chứ cô. Gần 2 bạn, có mỗi bạn 2 điểm 1 triệu. Bạn gì cũng cấm. Nhanh lên. Bằng 7. Sai, kết quả bằng 8. 2 nhắc bài bạn. Dạ dạ, bạn Hiền đó cô. Về chỗ, không điểm. Bạn Hiền. Cô, em có ý kiến. Bạn không dễ trong bài giấy sổ chưa cô? Đúng rồi, nó không tốt. Đây chụp bài. Đây chụp bài. Bài này chưa học tới, mẹ đã vẽ qua tới rồi. Trừ bạn không 3 điểm. Ủa nướng trên bảng mà còn nói chuyện riêng hả? Thư ý tài. Không muốn cô đuổi lên anh mà cô quên đâu. Giờ tự làm bài cho con nha. Cô, em có ý kiến. Sao? Bạn Quy có máy tính nha cô. À, đâu có đâu cô. Lấy đi cái sạc lên cho cô. Nhanh. Tại sao mình nói các em chỉ tính nhẩm không được tính bằng máy tính gì? Ai cho đi học mà lấy điện thoại theo? Sáng mua để nhà con đỡ là tối nên đỡ ra cho quán thôi. Ghi sổ. Bạn Quy cần cho con 5 điểm. Tịch thu điện thoại mời phụ huynh lên lấy điện thoại đỡ. Quy đứng dậy ra một chút nước cho con. Nhanh. Tránh. Em có hợp tác với bạn không? Dạ. Quay. Rồi 35 số nhân cho 2. Em làm trả lời đúng thì cô cho 10 điểm nha. Có ai xung phong không? Cô ơi, có ý kiến. Em xung phong hả? Không, có ý kiến. Ý kiến gì em? Hello cô. Bạn Khanh nhá, bạn ăn kẹo không cô? Ăn trong nhà học. Trời ơi, cái kẹo con ý tin luôn. Không phải một mà là 2. Ghi tên cho 2 bạn này cho cô nha. Dạ. Trừ mỗi bạn 3 điểm đứng dậy đi ra ngoài. Mày đúng tên cái gì? Lên. 2 em đứng lại. Bước vô đây. Đi cô. Không nói tôi đi. Đi học mà giống như là đi chơi vậy. Ngày mai mà vui lên là con. Cất. Còn cái ghét nữa. Thôi anh Hiền. Cô, có ý kiến.
Tại Trường An mới vẽ hình cô nè. Tại Trường An mới vẽ bậy lên sổ trắng nè cô. Hình này giống hình em quá vậy. Coi sợ nhá. Đây có con mà hiểu cái ghét là cô. Đi học mà ghét bạn. Sợ nhá là cô. Không nói nhiều. Tóc sạch lại đi ra ngoài kia đứng. Điều chỉnh cho con. Tại với tôi nó nói chuyện nhiều quá đây đâu mà đi. Cô, không có ý kiến. Thằng con. Giờ con bằng sống với bằng Dương đang ngủ đặt trong lớp mình không? Có rồi cô, em nhắm mắt em để đó. Lớp trưởng thấy rồi, đi học mà là làm vụ vậy là sao? Ở nhà mình ngủ, ở nhà mình ngủ đi. Tại sao không cho lớp ngủ hả? Hai em đi ra ngoài nước. Rồi 32 cộng 4 tổng chia cho 2. Ai trả lời được? Có không tập? Cô ơi, có ý kiến. Sao không? Tại có khóa học tập không có. Nè cô, bà nghĩ con mèo nữa nè cô. Trên sổ học bà nghĩ con mèo nữa nè cô. Bà không mới giỏi cái gì. Dạ 32 cộng 4 chia cho 2. Bao nhiêu? 1, 2, 3, không trả lời được, đứng dậy đi trong này. Sao con? Dạ, cô không trả lời được. Trả lời đi. Dạ, cô là bằng 18. Rồi. Mỹ Trâm cho cô có ý kiến. Sao? Bạn Mỹ Trâm có máy tính được cô? Có nào? Bạn có kiểm tra là biết là. Có luôn. Con thấy rõ ràng. Không có cô, bạn Du An cho mình rồi. Nè đâu có đâu cô. Trong gặp với cô. Mời phụ huynh lên gặp cô. Con có bạn. Trời ơi. Mời phụ huynh em bích luôn nha. Em đi ra ngoài đi. Sao mày ghét đi chồng. Cô có ý kiến. Sao? Bạn Hiền chải tóc cho mày học cho cô. Dạ con gái mày nghĩ là thôi mày khó lắm con. Đưa đây. Không quá. Đưa đây. Cái nhà cô có cái đường rõ ràng nè. Con gái chỉ học điều đạo thôi, không tốt đâu. Nha. Mình phải lo mình biết mình chăm học chứ. Em bây giờ này học xuống lắm đó. Lớp khó là tạm đó, không thương mẫu. Đứng dậy đi đâu mà kia đứng với bạn đi. Cô không có cô gì hết á. Một tiếng nữa là mời phụ huynh. Cô có ý kiến. Sao? Bạn Khải đang sử dụng điện thoại bấm nhắn tin nhiều cô. Chứ định tại nhà cô. Dạ khó đâu cô ơi. Đây để điện thoại với cô. Đi các bạn nghe luôn nghe. Mà cô đưa gặp con, mày nhớ điện thoại. Rồi cô. 15 nhân 2 cộng 20. Nghe em cái bài. Rồi. Tại cô 15 nhân 2 là 30 cộng 20 là 50. Rồi để đúng 10 điểm. Dạ là cô có ý kiến. Sao? Dạ bạn Cánh Đa đang kêu mình cô. Bạn đang nghe nhạc đó cô. Nhạc hay không em? Dạ. Hay không em? Dạ. Nãy giờ cô hỏi gì vậy? Dạ. Đây đây coi. Ồ, tai nghe hiện đại luôn ha. Điện thoại đâu đưa ra. Chờ bạn chắc một bậc thành kiểm cho con. Dạ, yeah, nhiều lần rồi. Mời phụ huynh lên lấy điện thoại lại nha. Đi ra ngoài đi. Rồi bây giờ lớp mình còn. Cô có ý kiến gì? Dạ
Dạ sao lớp mình không có bạn nào luôn không? Là tại nãy giờ em bé chơi rồi, mấy bạn đi vào các bạn ra ngoài hết rồi. Dạ cho em hết ý kiến. Mình học đi. Cô không có ý kiến. Hả? Dạ cô ơi. Sao? Cô không có mang bút mà cô mang dép về việc nào nữa. Thật là tụi em nó khó gì vậy? Tại bữa nay cô đi dạy cô dọn vàng quá. Dạ dạ dạ. Rồi mình kết thúc tiết học tại đây không ý kiến. Sao? Rồi mình xong phải đi kết thúc tiết học đi con. Chứ còn ai ở đâu vậy? Thôi mình để tiếp theo, mình để tiếp tới rồi mình học nha. Rồi. Em gom cái điện thoại lại nha. Rồi ngày mai phụ huynh vô rồi tôi lại cho phụ huynh nha. Liệu? Dạ. Cô nói gì nghe không? Dạ em nghe. Cô nói gì? Tới là gom điện thoại này lại. Xong rồi phụ huynh lại đi phụ huynh. Rồi. Dạ. Ra nói có lao động vô là vệ sinh hết tất cả lớp lao bảng nha. Coi bạn nào là không có thì ghi lại cho con. Dạ. Rồi. Đây là lớp trưởng. Chuyện gì không dạ? Hết tiết này bạn có mặc cái gì không? Không, đi dạ. Không thì nghe chừng nhật cái bạn. Sao người ta chừng nhật mà bạn không chừng nhật? Bạn ơi, cô giao cho mình đó là mình là lớp trưởng. Cái này mà mình á, cô cứ là có đặc biệt tôi tốt là không có gì vậy. Ủa, ví dụ có tốt hay không thì bạn cũng phải bộ tay chân chứ. Còn là bạn mà không dũng tay, không sống tay là sao? Em nói với cô. Tôi ra khỏi đâu mà muốn làm gì nè, ra khỏi cầm đó. Mình chừng xong tổ hộp rồi đó, thì ơi. Thì có chút vệ sinh xong rồi giờ nè. Rồi, cũng chừng xong rồi nè. Cái bụng mình chưa nhở? Cái gì cũng mé, khở cái gì cũng mé hết trơn á. Gì? Tôi có ý kiến, tôi có ý kiến. Cái sợ lắm, cái này là sợ. Ý kiến luôn hả? Gọi nó cái lâu trời. Tỷ quyền. Ê! Gọi lớp trưởng. Có chuyện gì không bạn? Đi đâu ạ? Đi đâu mày vợ mày vàng dừng chăn ghé lại rồi hả? Nói chuyện đàng hoàng đi nè. Bước vô đây. Bước chưa? Sao dạ? Sao mà hai mét quá dạ? Sao ra đây? Mình không có nói gì đâu, mình sao làm mà, đúng. Sao mà hai ý kiến quá dạ? Sao ra đây không ý kiến nữa? Nghe nè. Mình làm đúng sự thật thôi. Ờ, mình làm đúng sự thật thôi. Ý kiến đây nè. Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Vô đây. Đã cái đưa tôi ghê mà. Cho hết cái tật hở cái mét không? Ý kiến. Mình có nói gì đâu, tự nhiên cái mình làm đúng mà. Sao mà lâu vậy ta? Sao không làm gì lâu vậy? Sao con đợi có lâu không? Sao không lâu? Lấy đồ cho bà nè, kẹt xe nè. Rồi nè. Rồi hai mẹ con lại làm vui vẻ nha. Rồi. Gán kiếm nhiều tiền nha con. Dạ. Rồi chiều về 200, đặt quán chưa? Đặt rồi, chuyện lại về. Alo anh Tiến, anh lại rước. Rồi. Rồi bye nha. Ông nhà mà đi chơi biết tay tôi. Tôi biết rồi. Đi làm đó. Tao ở nhà mày dặn nhớ chưa? Nghe rồi. Rồi đi theo mẹ. Bánh cô ơi cô. Cô ngủ lòng thương giúp đỡ hai mẹ con. Hai mẹ con á đi ở dưới quê lên thành phố á đi kiếm cha của Quỳnh nè, là con của con á. Một cái hai mẹ con á lạc đường rồi lên xe á cái người ta á, người ta dụ dỗ ra lấy đồ ở trơn đồ hai mẹ con rồi bây giờ hai mẹ con á sáng giờ đói không có tiền ăn hết cô. Thôi đi nghe phải không nghe, hay là bịa chuyện rồi bắt đầu hả bôi tiền của tôi nữa. Con thề luôn á, con không nói bịa chuyện đâu. Con thề, con lấy hết danh dự con thề, làm gì có bịa chuyện đâu. Con thề vậy rồi bà ơi. Thôi bà nội ơi, tôi thấy cái này trên mạng hoài à, bà nội ơi, đi ngoài đòi nhóc hết trơn á. Không, nhỏ người bé này mặt không. Bà ơi, không thiệt. Bà ba con đâu rồi? Ba con. Ủa, thấy chưa, bỏ nó nói vậy kiểu đó rồi nó còn nhỏ, nó không biết chỗ láo đâu. Hồi sáng giờ con ăn gì chưa? Trời ơi, thấy chưa? Vậy là thiệt hả bà? Thiệt đó. Thiệt đó cô. Rồi ba con đâu rồi? Ba con bỏ. Ba con bỏ đi. Đó, cô thấy chưa, hai mẹ con khổ lắm. Rồi sáng giờ con ăn gì chưa? Dạ chưa. Ê, có khi nào là thiệt không bà? Có cô, ra đây con đem con ra làm gì vậy? Không, mấy đứa nhỏ kia tôi thấy nó không có thân thiết, con này giống mẹ con thiệt bời. Đúng rồi, mẹ con mà. Ai mà bắt con thì dân xin vậy. Thôi gì chị có tiền không, chị cho nó tiền giúp đỡ nó đi chứ. Nó giờ phải tội nghiệp của anh. Kệ nó đi, chích ra cho nó tiền đi. Giờ có 2.000 sao đủ cô. Bà nội này kia nhưng cho nhỏ 2.000 là sao đủ mua hộp sữa bà.
củ sườn này cũng 25 ngàn rồi. Ôi đâu, không có. Y là nói là hai mẹ con muốn ăn cơm á. Rồi, nè. Cho 120 ngàn nè, dặn nó đi ăn cơm. Thôi đi về quê đi chứ kiếm không đường chồng gì đó để làm gì trời. Giờ vé xe về miền Tây với con á là cũng mấy trăm ngàn vé rồi, hết đổi tiền đâu cũng về. Mấy trăm hay 900 gì bà, đi xe về tới Cà Mau hết 320 rồi. Ở quê đâu lặng? Dạ quê Cà Mau. Quê Cà Mau luôn hả? Dạ quê Cà Mau quá. Thôi em tính gì nè, đưa đây. Chứ gì nữa thì vẫn cứ đưa nè. Còn 500 nha. Đó dạ. Cầm đi. Kiếm không có được đâu. Cái đất Sài Gòn này rộng dữ dằn lắm. Đất Sài Gòn mà làm một như vậy đó mà bệnh không. Không ấy dặn nó về đi, có rau ăn rau, có muối ăn muối. Chứ trên đây cực khổ, nắng mưa dữ lắm trời, con mặt mày nó xanh lè xanh lét trên kìa. Dạ con biết ơn, hai cô rồi. Cảm ơn hai cô để con bắt cái xe về quê. Rồi thôi đi về đi. Dạ. Rồi vậy thôi hai chị em mình đi chợ đi. Không phải cho tao cũng được. Cô cho con được không con? Mà cho. Nhớ nghe dặn nó về nha. Có đói có nghèo khổ nào con không bán con đâu. Ủa cho đi, cũng xin đâu bán đâu trời. Dạ cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn cô nhiều nha. Rồi mời về đi. Dạ. Mẹ nghe cho ông đi mua trà sữa thôi. Cái gì mà trà sữa tối ngày vậy? Nhiều. 50. Cái gì 50 ngàn? Muốn trà sữa hay mày uống vàng mà ma mắc cái gì? Uống trà sữa, uống trà sữa rồi bánh lăng nữa. Mệt quá, mệt cô quá chị, mệt cô rồi. Rồi, biết rồi, y chang cái miệng nó kìa. Dẻo đeo y chang nhìn cha đó. Rồi, đặt gáp đi, mà đây để mày đặt cho. Order ship trà sữa lại. Từ từ đi bà ơi, đang đặt đây nè bà. Không vô được nè. Mẹ có người tốt thì mẹ. Anh ơi, anh giúp đỡ mẹ con em đi anh. Anh quên chưa rồi, xin chào chị Đào. À hỏi đường á hả? Du đi thẳng 100 mét, right xong cái mình quẹo trái một cái nữa, rồi cái được cái mình lép nha, là tới chỗ. Yeah, okay. You hit me. No understand now. À là không biết tiếng Việt hả? Yeah. Oh. Hit me 10 USD. Oh yes. Oh, thank you. Okay, thank you. Good afternoon. Bye. Thank you. Ồ, khách nước ngoài luôn. Trúng mắt rồi con ơi, chiều nay mẹ đi sắm vàng cho đeo nha. Lấy ghế cho mẹ coi. Con, thấy đối tượng chưa? Đúng rồi. Để con biết gì rồi. Con nhớ ơi, con nhớ lòng cho con một ít tiền mua sữa thôi. Ủa, bà mẹ con đâu? Ủa, rồi sao vậy? Con đứng lên đi con, có người gói vậy nè. Con đây cô hỏi, rồi sao vậy con? Dạ con đi lạc đường. Con với mẹ con dưới quê lên. Vậy hả? Hồi sáng giờ con ăn gì chưa? Chưa luôn. Con nghỉ quá anh nha. Giờ sao? Bây giờ anh có tiền lẻ không? Tiền để cặp nè. Thôi bây giờ nè. Để chút tiền mua sữa đi. Cô có nhiêu đây rồi cô cho nha. Con nói mẹ mua sữa cho con nha. Dạ. Rồi con chạy về với mẹ con đi. Mẹ nó đâu rồi. Đâu biết rồi cô ơi, cô biết cô hay rồi. Ồ, con gái của mẹ là nhất. Chiều nay mẹ mua đồng hồ cho con nha. Cái gì cũng hay đòi hỏi, chừng nãy mua trà sữa cho mua đồng hồ nữa. Rồi, chị nó mua cho cô đồng hồ. Đây. Ồ. Đi đâu? Bà đi đâu? Cái gì vậy mấy anh? Gì vậy bắt tôi vậy? Bà hỏi, bà lên phường để bà gọi đó, bà biết tại sao bà phải bị bắt à? Lên phường làm gì vậy? Tôi nghe hai mẹ con bà ở đây nhiều rồi, hai mẹ con bà hả giả dạng đi ăn xin ở đây đúng không? Thế đâu có, đâu có giả dạng gì đâu. Có ăn xin gì đâu đúng không? Ai chơi đâu con. Bà hỏi ở đây tôi nghe nói nhiều rồi, tôi canh bà 2-3 bữa nay rồi. Làm gì có đúng không mẹ con, mà đâu có ăn xin đâu không con? Có không? Dạ, cái gì vậy con? Cái gì bụng khai luôn vậy? Dạ cái này là người ta cho tiền mẹ con chứ mẹ con không có xin. Đúng rồi, tự nguyện nó cho em chứ em có xin đâu. Nhưng mà biết cái lỗi của bà là cái gì mà bắt con nhỏ đi ăn xin?
Cái này có phải mẹ ruột không? Dạ phải. Bà bắt con đi ăn xin đúng không? Dạ không, cái này là con tự nguyện thôi mà. Tự nguyện thì tự nguyện. Hai mẹ con mà tự nguyện hả? Em có làm gì đâu thì hai mẹ con em nghèo khổ thì bây giờ không có chồng con gì chứ giờ điên sinh với làm gì giờ. Bà đừng có biết, bà đừng có nghĩ là tôi không biết bà là ai mà ở đó bà không có chồng có con. Bây giờ bà lên phường á bà nói chuyện với tôi. Có làm gì đâu anh. Bà bóc lột với em kìa. Em bóc bà lột. Cái tội này nặng lắm không? Em bóc lột ai đâu? Mẹ. Mẹ con có bạo hành con không? Dạ không. Có bắt bác con đi ăn xin gì không? Dạ không. Đó. Con thương con lắm nè. Đồng hồ với lại vàng cho con đeo hết trơn. Đó nè, em có em thương nó sắm vàng đồng hồ có đeo với em làm gì có bóc lột nó. Nhưng cái tội mà bà bắt con nhỏ đi xin đó hả? Bà sai rồi, giờ bà lên phường mà nói chuyện. À, được, tha cho mẹ con em đi anh ơi, em không có dám làm gì nữa anh ơi. Dạ. Không có dám làm là không có dám làm gì. Dạ, mẹ anh tha cho em mấy anh ơi. Mẹ bé, mẹ con bắt con đi ăn xin nguyên ngày hay gì? Dạ không, con đi ăn xin buổi sáng không, còn buổi chiều con đi học. Con học ở đâu? Dạ con học ở trường quốc tế hôm đó. Giờ không có nói nhiều với bà nữa, cái này là bà sai rồi. Anh ơi, bóc lột con đứa bé. Anh ơi, bà đi lên phường. Anh tha cho mẹ đây. Con em hứa lần sau không có đi. Không có ai gì đây. Đây chắc giờ anh tha cho em anh ơi. Đi lên phường. Bây giờ con thấy như là mấy chú bắt mẹ con về đây con về con nói với ba trường để con là không có à, ở đây dân không có bỏ ai ra hết. Luôn. Đi, hai mẹ con đi hết. Đi, tha cho mẹ con nói ai hết.